Thật ra người phải xin lỗi đó là tôi. Cô Trương à, tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi chủ ý. Tôi sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của cô. Tôi sẽ tiếp tục dựa vào trình tự pháp luật khởi tố cô tội phỉ báng. Tổng biên dịch, tôi không hiểu ý anh cho lắm. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi thay đổi chủ ý. Tại sao có thể một lần cũng vậy, lần hai cũng giống vậy hả? Lần trước tôi tới xin việc, anh nói tôi mang theo một cái hàng nhái cho nên anh không mời tôi. Ok, tôi chấp nhận. Nhưng mà lần này tôi đã làm sai chuyện gì? Anh cảm thấy tôi xin lỗi không đủ thành ý, hay là tại vì tôi đã làm xấu danh tiếng của anh cho nên anh đã giận tôi hả? Là vì nguyên nhân gì cũng được. Cô thấy nguyên nhân nào có thể khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn thì chính là cái đó. Luật sư Hà hả? Anh giúp tôi gửi một lá thư luật sư cho một cô tên là... Cô tên là gì? Trương Giật Ninh. Gửi cho một cô tên là Trương Giật Ninh. Chính là cô ấy gần đây đã phát tán lời bình thất thiệt ở trên mạng, khiến cho danh dự của tôi và Moss chịu sự tổn hại rất lớn. Bây giờ tôi yêu cầu cô Trương, trong 10 kỳ sách tiếp theo của Moss, mỗi kỳ mua một phần quảng cáo trang đôi, chính thức đưa ra lời xin lỗi với tôi và Moss. Nếu không, tôi sẽ kiện lên pháp viện để tiến hành được cô ta bồi thường dân sự. Cảm ơn. Được rồi cô Trương, lá thư luật sư sẽ được gửi tới nhà cô. Cảm ơn. Xin lỗi cô nha. Không sao đâu. Thật ngại quá. Cũng may là không bị trầy. Cô không phải là người vừa mới gặp ông tổng biên tập cô Trương đó hả? Phải đó. Xin lỗi nha, đụng trúng giày của cô. Không sao hết. Tôi muốn về để chụp hình thôi. Nó không bị trầy là ok rồi. Ok. Tôi có thể hỏi cô vấn đề được không? Cô muốn hỏi gì? Ở trong Moss muốn đưa một quảng cáo trang đôi cần bao nhiêu tiền? Nếu như cô muốn để ở những trang đầu để bắt mắt một chút, cũng cần đại khái khoảng 20.000. Vậy nếu như là loại rẻ nhất thì sao? Cũng cỡ là 10.000 đó. Giáo chủ nuốt lời nói muốn kiện cô gái họ Trương đó. Không lý nào chỉ muốn mốt có được 10 kỳ quảng cáo đơn giản như vậy. Anh ta vừa mới kêu tôi phát một bản nói rõ cho giới truyền thông, nội dung làm rõ nói anh ta cảm thấy lời xin lỗi cô gái họ Trương đó không thành ý, cho nên anh ta quyết định chính thức khởi tố cô ta phỉ báng. Anh ta cố ý làm lớn chuyện này và muốn nói cho mọi người bên ngoài biết, một ngày anh ta vẫn là giáo chủ thì ngày đó anh ta vẫn là người lớn nhất và dữ dằn nhất. Tôi không nghĩ vậy. Tôi cảm thấy anh ta không phải muốn nói cho người bên ngoài biết, mà muốn nói cho chúng ta biết. Nếu như chúng ta làm bất kỳ chuyện gì ở sau lưng anh ta sẽ chơi chết chúng ta. Cô gái đó chỉ là một tấm gương. Chào hai người. Tôi còn định lát nữa tới chào ban biên tập đây. Sao khá sớm vậy cô Kỷ? Tới chiều có cuộc họp là chúng ta gặp rồi. Uống cà phê nha, tôi pha giúp cô. Cảm ơn cô Daniel. Cô là... Chào cô. Tôi là Ida từ từ Dĩ Tâm. Cô gọi tôi là Ida được rồi. Cô là Ida. Chuyên mục của cô tôi cũng có để ý. Cô làm rất tốt. Cảm ơn. Cà phê cô đây. Cảm ơn. Phải rồi, lát nữa mở cuộc họp có một số chuyện muốn hỏi ý kiến các cô. Là chuyện gì cô Kỷ? Không, mới nhận được một khách hàng. Tôi muốn lát nữa đưa ra yêu cầu muốn có thêm 10 trang quảng cáo. Không biết các cô thấy có vấn đề gì không? Cô Kỷ đúng là có bản lĩnh. Ngày đầu tiên đi làm đã tìm được một quảng cáo cần tới 10 trang giấy. Xem ra kỳ sách tiếp theo đúng là phải gia công thêm rồi. Daniel, còn cô thì sao? Việc sắp xếp của các trang sách trước giờ đều do tổng biên quyết định. Hay lát nữa trong cuộc họp cô trực tiếp nói với tổng biên đi. Tôi nghĩ anh ta sắp xếp giúp cô. Anh Trì mời tôi vào đây là muốn tôi khuếch trương bộ quảng cáo. 10 trang này tôi lấy chắc. Trong kỳ kế tiếp tôi sẽ gia tăng số trang quảng cáo. Tôi muốn cân bằng số trang với ban biên tập. Tôi muốn chia sẻ cùng các vị thính giả một câu chuyện. Tuần trước tôi đi Bắc Kinh với một cuộc triển lãm thời trang. Trong chuyến đi này tôi cảm thấy vô cùng hài lòng vì tôi đã quen được một người bạn mới. Đó là một nhà thiết kế chưa có danh tiếng. Nhưng sau khi thấy được tác phẩm của cô ấy, tôi chỉ có thể dùng 4 từ để diễn tả, ngỡ như thần thánh. Tên cô ấy chính là Ngôn Tình. Alo, anh Lãng à? Tôi đã liên lạc với một số người dẫn chương trình quen thân của một số nhà đài và nhà mạng. Bọn họ đều đồng ý với tôi sẽ ở trong tiết mục của bọn họ giúp chúng ta tân bốc Ngôn Tình. Anh giúp tôi bàn với bạn của anh là vào ngày 23 tháng sau, trong số tất cả các tiết mục sẽ phát, mỗi một tuần ít nhất phải có 2 tiết mục nhắc tới cái tên Ngôn Tình. Ok. Martina, bên anh làm tới đâu rồi? Tôi đã đem máu của Ngôn Tình gửi cho người quản lý Crystal. Crystal nói là tối nay khi anh tới buổi ra mắt phim mới mà cái áo đó xuất hiện, lúc đó sẽ phanh khui người thiết kế cái áo đó chính là của Ngôn Tình. Tới chừng đó bạn bè phóng viên của team sẽ làm gì? Đúng vậy, tôi đã tìm bạn bè ở một số tạp chí và tòa soạn báo để giúp đỡ. Tới lúc đó bọn họ sẽ cố hỏi về bộ đồ Crystal đang mặc.
Vẫn chưa đủ. Tôi muốn tìm thêm một số blogger có danh tiếng để làm cuộc thí nghiệm này. Tiền không thành vấn đề, tôi có thể thêm 50% vốn cho dự án này. Tôi muốn trước khi kỳ sách kế tiếp xuất bản, tất cả người dân toàn Hồng Kông đều biết được Ngôn Tịnh sẽ trở thành nhà thiết kế thiên tài thế hệ kế tiếp ở quốc nội. Ngôn Tịnh sẽ là trào lưu tiếp theo mà Moss chúng ta chú ý tới. Ê, cho cô nè. Cái gì đây? Bây giờ tôi không có tâm trạng đọc mấy thứ dớ dẫn, có gì đọc cho tôi nghe đi. Chủ tiệm đồ chơi 10.500, dì Hà 8.000, Bill coi bói 3.000, người qua đường vô danh 8 và một bạn nhỏ 4.000, tôi hỏi xin ở quán game. Anh siêu từ 3. Anh Toàn, anh làm cái gì vậy? Cho dù mấy hàng xóm có khả năng góp được 1 triệu mua quảng cáo, tôi cũng không có bản lĩnh đi kiếm lại 1 triệu để trả cho họ thôi. Tôi cũng biết là cô không muốn lấy tiền của bọn họ. Tôi nghĩ kỹ rồi. Cái vụ này là tôi gây ra, tôi gánh hết. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Con người tên Diệp Lãng này mỗi lúc mỗi khác. Hôm nay và ngày mai nghĩ gì cũng không giống nhau. Mai tôi lên đó nói chuyện với anh ta một lần nữa. Tôi nghĩ anh ta sẽ coi như không có chuyện gì bỏ qua cho tôi thôi. Có dễ dãi tới vậy không? Được thôi mà. Tóm lại tôi thấy không có vấn đề là không có vấn đề. Kế hoạch đề xuất của hai bên các cô làm tôi cũng đã xem qua. Rồi, chuyên đề mỹ phẩm mà cô phụ trách tôi cũng đã xem qua 2 lần. Tại sao trong đó tư liệu của 5 cái Anana với những gì BR họ gửi qua đây là giống y như đúc vậy? Bên nhãn hiệu bọn họ yêu cầu tôi dùng một phương thức khách quan để giới thiệu sản phẩm của họ, cho nên tôi nghĩ lát nữa sau khi họp xong, cô lập tức liên lạc với BR của họ. Cô nói cho họ biết rằng nếu như bọn họ, nhãn hiệu của bọn họ tiếp tục xuất hiện ở Moss, một là dùng vàng thật bạc thật tới chỗ em làm quảng cáo, nếu như không, kêu bọn họ đừng có kêu ban biên tập của chúng ta dùng phương pháp gì để giới thiệu sản phẩm của bọn họ. Sau khi họp xong, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại qua đó nói chuyện với họ. Ada, giỏi lắm. Chuyên mục về lăng xê người mới làm rất tốt cho cô Mười Trăng. Tổng biên à, tôi có một đề nghị. Áo của bộ sưu tập này rất thích hợp làm trang bìa của kỳ sách tiếp theo. Đủ rồi. Cô chỉ cần làm 10 trang đó của cô, những chuyện khác cô không cần lo, ok? Ngoài ra thay đổi một chút những chuyên đề của chúng ta. Thật ngại quá khi nhắc lại một chút. Tôi muốn bàn về trang sách của AM của chúng tôi trước. Vì tôi mới nhận 2 khách hàng, tôi muốn kỳ sách tiếp theo có thể cho thêm 10 trang đăng cho AM chúng tôi. Daniel, cô thay tôi trả lời câu hỏi này của cô kỹ. VC à, kỳ sách trước EM các cô đã lấy hết 138 trang đăng của chúng tôi, gần 4 phần số trang đăng. Đây cũng chính là số giới hạn của chúng tôi. Nifun và Tracy, hai nhãn hiệu này trước giờ không bỏ quảng cáo tạp chí ở bản địa. Cái này là vì Moss mà phá lệ. Tại sao Moss không thể vì họ mà phá lệ một lần chứ? Tổng biên, tôi thấy bây giờ có 2 cách làm. Một là ở kỳ sách tiếp theo gia công thêm. 2. Chính là bộ biên tập các anh chim 10 trang cho chúng tôi. VC à, cô vừa mới tới công ty, có thể cô chưa biết rõ quy tắc của Moss. 368 trang đã là cực hạn của Moss. Chúng tôi từ khi thành lập tới nay chưa từng vượt qua con số này. Mà bên kế toán cũng có tính, nếu vượt qua con số này, giá thành của mỗi quyển sách sẽ đắt hơn 8%. Vậy thì trực tiếp dùng cách thứ hai đi. Ban biên tập mỗi một chuyên mục lấy bớt 1-2 trang, đâu phải là chuyện khó gì. Tạp chí kỳ tới đúng là sẽ cắt một số trang của mỗi chuyên mục để trống ra 10 trang. Nhưng mà không phải cho EM các cô, mà là tôi muốn làm một chuyên đề đặc biệt để giới thiệu một nhà thiết kế vừa mới lên ở địa phương. Cô ấy tên là Ngôn Tịnh. Tổng biên, anh muốn dùng Moss để như hổ thêm cánh. Tinh thần này tôi rất nể phục. Nhưng có vấn đề là có đáng vì một người mới mà bỏ qua một cơ hội quảng cáo tốt như vậy không? Tôi là người chân ướt chân ráo. Những chuyện của giới thời thượng có thể tôi không hiểu bằng mọi người. Không biết đồng nghiệp của ban biên tập cảm thấy thế nào. Có đáng vì một người thiết kế mới mà hy sinh nhiều như vậy không? Daniel, cô quen biết nhiều nhé. Cô có từng nghe về Ngôn Tịnh chưa? Bây giờ ở nội địa mỗi năm sẽ có hơn 100 hoạt động liên quan tới thời trang nhà thiết kế ra mắt thành công. Không có 1.000 cũng có tới 800 người. Cho dù chúng ta chưa nghe qua tên Ngôn Tịnh cũng không có gì kỳ lạ. Ê Daju, còn các cô thì sao? Tôi rất ít khi để ý tới thị trường nội địa. Những chuyên mục của tôi trước giờ đều làm về nhãn hiệu nước ngoài. Tổng biên, xem ra đối với người mới mà anh nói mọi người không quen biết lắm, phiền anh có thể giới thiệu một chút không? Ngôn Tịnh 2 năm trước đã tới Hồng Kông giới thiệu những bộ áo trong bộ sưu tập của cô ấy. Cô ấy còn liên lạc qua Mata muốn tôi về nội địa giúp anh ta diễn trong show của cổ, nhưng mà tôi đã từ chối. Bởi vì áo mà cô ta thiết kế chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung: một đống rác rưởi. Tổng biên tập, tôi cảm thấy Moss bán loại nhà thiết kế như vậy chẳng khác nào là lãng phí mặt giấy. Ngôn Tịnh 2 năm trước là người như thế nào tôi không biết, tôi cũng sẽ không quan tâm. Tôi chỉ biết được là 2 tuần sau, Ngôn Tịnh sẽ trở thành trào lưu của giới thời thượng ở Hồng Kông.
Điều này Diệp Lãng tôi dám bảo đảm với tất cả mọi người có mặt ở đây. Cô Kỷ à, tôi rất ngưỡng mộ. Cô vừa vào Moss để giúp chúng tôi mở rộng nguồn khách về mảng quảng cáo. Nhưng tôi hy vọng cô có thể tôn trọng quyết định này của tôi. Dĩ nhiên tôi tin và đánh giá về trào lưu của giáo chủ rồi. Tôi sẽ bàn bạc lại với khách hàng. Hy vọng quảng cáo có thể lùi thêm một kỳ. Thank you. Ngôn Tịnh, người Thiên Tuân, năm 11 tốt nghiệp viện văn học trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Quá, cô ấy đâu phải xuất thân từ học thiết kế. Ở đây nói cô ta năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đã mở một phòng làm việc ở một tứ hợp viện ở Bắc Kinh, dùng chữ Tịnh trong tên cô ấy thành lập thương hiệu cho riêng mình. Nhưng mà các bình phẩm về thương hiệu này của giới trong ngành trước giờ đều không tới năm 13. Thậm chí đã có thương hiệu kiện lên Pháp viện Nhân dân, kiện khống cô ta nhái thương hiệu. Nhưng mà sau cùng sự việc đã được hòa giải không nhắc tới nữa. Dùng hai chữ Ngôn Tịnh để search đi, tìm qua trong hội thảo luận lớn nhất quốc nội đó. Nhưng mà cũng chỉ nhìn thấy sự sao chép thương hiệu đó mà thôi. Tôi nghĩ danh tiếng của ấy ở quốc nội đúng là không hề cao. Người theo dõi trên Weibo của cô ta ngay cả 20.000 cũng không tới. Một nhà thiết kế bình thường cũng không sánh nổi. Giáo chủ dựa vào đâu nó thiết kế cô ta trở thành trào lưu? Không biết giáo chủ sẽ đem item này ra tổ nào làm ha? Các cô không cần phải đoán mò. Hai tổ của các cô đều không có phần. Lần này giáo chủ đích thân xuất trận hay là do cô phụ trách? Các cô quên là ban biên tập không chỉ có hai tổ các cô rồi à? Bắt đầu từ kỳ tiếp theo, cậu không cần phải làm việc ở bên AM nữa. Cậu chỉ cần chuyên tâm một lòng làm mảng này là được rồi. Ờ, tổng biên à, có phải anh tính đem 10 mặt giấy của Ngôn Tịnh đó giao cho tôi viết chứ? Bên trong phong bì tài liệu có hết tất cả những tư liệu quý giá. Nếu như vẫn chưa đủ, tôi có liên lạc của bên Bắc Kinh, cậu có thể tự mình liên lạc với họ. Nè, anh nghĩ kỹ lại đi, anh coi trọng việc này như vậy. Vậy thì anh có thể giao cho Daniel hoặc là Ada đi, giao cho một tên rảnh rỗi như tôi, chỉ có hại cho nó mà thôi. Cậu làm xong báo cáo tổng hợp tôi sẽ kêu Daniel theo. Ok, tôi biết hồi nãy họp tôi chọc gãy bánh xe anh là tôi không đúng. Hay là vậy đi, sau này trong buổi họp cái gì tôi cũng không nói, cái gì cũng không làm vậy được chứ? Xem cho kỹ đống tài liệu, nếu như cần thiết tôi điều cô Mét qua giúp cậu một tay. Không phải đâu, anh nghe tôi nói đi. Tôi xem qua đồ của ta thiết kế rồi, hoàn toàn không ổn, tôi đầu hàng luôn đó. Cho cậu 2 tuần, sau 2 tuần tôi muốn nhìn thấy bản báo cáo tổng hợp ở trên bàn của tôi. Tổng biên Diệp, tôi là Trương Dật Ninh đây. Tôi có một yêu cầu muốn gửi tới anh. Tôi mong là anh có thể tốn chút thời gian nghe hết đoạn ghi âm này của tôi. Thật ra bắt đầu từ 3 năm trước, khi tôi vô tình chụp được một tấm hình của anh, cho tới giờ phút này đây thì tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ anh hết. Tôi biết cả sự việc đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tại vì tôi tin vào giáo chủ trào lưu. Đây. Được chưa vậy Ellen? Chờ chút. Ok. Tôi nghe anh Ken nói bộ ảnh này dự định là chụp cho trang bìa kỳ sao, có phải không vậy? Xin lỗi Martha, nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng lấy được những mặt báo tốt. Vậy trang bìa kỳ sao sẽ là ai? Trang bìa của sách kỳ sao và chuyên mục đều liên quan tới một nhà thiết kế mới của nội địa tên là Ngôn Tịnh. Tôi nhớ là 2 năm trước cô ấy liên lạc công ty chúng tôi giúp cô ấy lên Bắc Kinh chạy show. Nhưng mà nhãn hiệu cô ấy làm được mấy năm trước đều không có hit. Giáo chủ trào lưu của chúng tôi nói cô ta sẽ là trào lưu của chúng tôi đó. Vậy tôi xem thử cô ta có phải là thần tiên sống nói cái gì trúng cái đó không. Nè, có chuyện gì vậy? Hiệu quả ánh sáng cho ra được không hợp với phong cách của cô. Tôi muốn làm lại tấm này. Dicky, chuẩn bị chụp lại đi. Ok. Xin lỗi, còn phải làm bao lâu nữa vậy? Vì chút nữa Phoebe có hẹn với người khách đi làm phỏng vấn rồi. Chúng tôi đã hẹn với họ vào tháng trước. Tóm lại cô đã hẹn chúng tôi mấy giờ tới thì mấy giờ tới. Cô đã hẹn chúng tôi mấy giờ đi thì mấy giờ đi chứ. Thứ tôi quan tâm không phải thời gian, là chất lượng hình ảnh khi ra. Châu à, trang bìa cho cô phụ trách có phải kết quả ra khác với dự định cô cũng chấp nhận không? Xin lỗi Martha, là tôi không giữ đủ thời gian. Cho tôi thêm 15 phút nữa. Martha, hay là gọi điện thoại nói với người khác là đổi ngay đi. Nếu họ không đồng ý, một chút nữa tôi sẽ tự gọi điện thoại tới nói xin lỗi với họ. Ellen, anh từ từ chụp đi. Tôi muốn hiệu quả của bộ ảnh khi ra sẽ tốt hơn. Cảm ơn. Vào đi. Anh Trì. Quincy. Man, tôi biết 4 giờ chiều hôm nay anh có một cuộc họp cổ đông thường lệ. Tôi hy vọng trên cuộc họp có thêm 2 người tham dự. Một người là tôi,
một người là Diệp Lãng. Cô muốn cái gì? Tôi có lòng tin khiến các cổ đông đuổi việc Diệp Lãng ngay tại đó, đá anh ta ra khỏi Moss. Tìm anh sao? Anh dẫn xong chưa? Cả tuần rồi anh chưa về tới nhà. Nếu như anh thật sự thấy khó chịu khi em giới thiệu công việc cho anh, ok, sau này em không lo tới công việc của anh nữa. Gần đây anh sẽ ở lại studio. Anh nói như vậy nghĩa là sao? Có phải anh cảm thấy em rất phiền, cứ quản lý anh không? Anh tự hỏi lòng mình đi, em quản lý anh sao? Em đang giúp anh thôi. Nếu như không phải em, anh có thể mang cái máy ảnh kiếm sống sao? Nếu như không phải em, anh vẫn có thể đứng dựng ở Mốt sao? Đâu phải anh không biết bản thân có tính cách gì. Lúc này cái chuyện đó thực chất đâu liên quan tới anh. Mà thà nói muốn đi thì kệ cô ấy đi đi. Anh đã nói với em rất nhiều lần, anh làm việc không có vấn đề gì cả. Vấn đề đó chính là giữa anh và em nè. Thực chất là anh đang tự ti. Anh tự ti hả? Đúng vậy, là anh tự ti đó. Là bởi vì em thường xuyên nói với anh không xứng với em có phải không? Alan, không sao chứ? Matt à, cô có thể xem như chưa nhìn thấy tôi và cổ không? Ừ. Cảm ơn. À, thật ngại quá Frank. Không sao đâu, chỉ là rác rưởi thôi. Matt, tôi hỏi cô, cô đoán giáo chủ đang nghĩ cái gì? Tìm mấy thứ rác rưởi này làm ảnh bìa đã quang đường rồi. Tìm người nhàn rỗi như tôi đi xử lý đống rác rưởi này càng quang đường hơn. Cô nói đi, anh ta đang nghĩ gì vậy? Tôi không biết Frank. Tóm lại kêu anh làm thì anh làm đi. Làm sao làm? Tôi tới đây hết mấy tháng, kỳ nào cũng chỉ là viết bản thảo hoặc là đi hối mấy người khác nộp bản thảo. Tôi chưa làm qua một kỳ trang bìa nào hết. Nè, có phải có gì không hiểu không? Tôi có thể nói với tổng biên sẽ tìm người qua đó giúp anh được không? Tốt nhất là cô nói với anh ta giúp tôi, không phải tìm người tới giúp tôi, là tìm người thay tôi. Cô có thể giúp tôi đưa cái USB này cho tổng biên tập Moss Diệp Lãng ở tầng 13 được không? Được rồi, tôi sẽ tìm người đưa lên đó. Cảm ơn nhiều. À, cô phải nhớ nói với anh ta là cô gái tên Trương Dực Ninh giao cho anh ta, trong đó có một đoạn ghi âm anh ta nhất định phải nghe. Được rồi, không thành vấn đề. Cảm ơn cô. Crystal, nhìn qua bên này đi. Crystal, cái áo hôm nay đẹp lắm, là hàng hiệu gì vậy? Có phải là hàng hiệu ở bên châu Âu hay không vậy? Có phải cố tình tìm nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế giúp cô không? Đúng vậy, là người quản lý của tôi tìm một nhà thiết kế nội địa làm đó. Cô ấy tên là Ngôn Tịnh. Ở trên bài báo hôm nay có đăng tin tức này không? Hai cái trang nhất, còn mấy cái khác đều ở trang thứ hai hoặc là thứ ba. Chút nữa Riston sẽ tiếp nhận một cuộc phỏng vấn ở mạng đài. Cô ấy sẽ ở trên tiết mục nhắc tới thiết kế của Ngôn Tịnh. Tôi có nói qua với bên quản lý web, chút nữa sẽ tìm hai blogger thời trang bình luận áo của Ngôn Tịnh ở trên trang web của chúng ta. Tóm lại tôi muốn có bao nhiêu thì nổ lớn bấy nhiêu. Tôi muốn Ngôn Tịnh phải trở thành một chủ đề nóng. Sau đó ở kỳ sau của chúng ta, cô ấy sẽ lần đầu xuất hiện tiếp nhận phỏng vấn. Tổng biên, tôi là Phương Phương đây. Quầy tiếp tân ở dưới gọi tới nói là cô Trương Dực Ninh để lại cái USB, muốn đưa cho anh nè. Cô ấy nói là muốn anh nghe đoạn ghi âm trong cái USB. Tôi xuống lấy cho anh nha. Không cần thiết. Martin, cậu giúp tôi thông báo Ivy cho cô ấy chuẩn bị một chút. Tôi muốn nửa tiếng đồng hồ sau làm một video trực tuyến ở trên mạng về lời phỉ báng của Trương Dực Ninh dành cho tôi. Tôi biết rồi. Ý, cô có uống cà phê không? Chủ đề Ngôn Tịnh có phải có vấn đề gì không? Có phải cô biết chuyện gì hay không? Tôi và ba tôi có nói chuyện điện thoại qua. Ông ấy nói chút nữa 4 giờ sẽ về đây mở cuộc họp cổ đông. Cuộc họp cổ đông này Kỷ Dân Dân cũng sẽ tham dự. Trong đó có một vấn đề là bàn xem chủ đề về Ngôn Tịnh có nên giữ lại hay là không. Kỷ Dân Dân muốn cùng với anh chị đưa giáo chủ lên thớt. Nhưng trước giờ cổ đông đều rất ủng hộ bộ phận biên tập của chúng ta. Những cổ đông chưa chắc sẽ đứng về phía của họ.
Theo tôi được biết, kỹ dân dân có nắm cái gì đó trong tay. Thực chất là họ muốn trước mặt các cổ đông đuổi giáo chủ trào lưu đi. Nhưng tại sao tới bây giờ tôi vẫn chưa nhận được thông báo là giáo chủ sẽ tham dự cuộc họp cổ đông này? Chắc là anh Trì muốn trước khi họp mới thông báo cho giáo chủ biết, để anh ta không kịp chuẩn bị. Cô có đi nói với giáo chủ hay không vậy? Daniel, tôi thấy tôi với cô đi cùng con đường mới nói với cô thôi. Nếu tôi là cô, tôi sẽ xem như không nghe cái chuyện này. Giáo chủ hết thời, cô thấy người nào có khả năng trở thành tổng biên mới của Moss đây? Sao rồi, có tin tức gì chưa? Có rồi, bên Paris vừa mới gọi điện thoại tới đây nói là thứ mà cô cần đã gửi vào email của cô rồi. À, cảm ơn nhiều. Vậy tôi ra ngoài trước. Ừ. Cơ Kỷ, tôi vừa mới biết giáo chủ muốn bên quản lý web giúp anh ta sắp xếp bài nói trực tiếp trên mạng. Hình như là muốn nói rõ về vụ phỉ báng đó thêm một lần nữa đó. Tốt. Tôi cũng muốn nghe xem di ngôn cuối cùng của giáo chủ trào lưu ở Moss. Cũng qua hết mấy tiếng rồi, anh đoán xem anh ta nghe được đoạn ghi âm chưa? Không lẽ cô nói vài câu thì anh ta sẽ bỏ qua hay sao? Ở đó là tiền quảng cáo 10 bản đó. Đoạn ghi âm của tôi không phải muốn anh ta không kiện tôi đâu, cũng không phải muốn không cần đền tiền đâu. Tôi chỉ muốn nói với anh ta tôi... không sao. Rốt cuộc cô nói cái gì với anh ta vậy chứ? Cô tìm anh ta nói chuyện hay sao? Bàn hôn sự hả? Không phải đâu, tôi nói gì cũng không liên quan tới anh. Tóm lại anh đừng hỏi nữa. Ông chủ, cái túi bao nhiêu tiền vậy? Cái túi nào vậy? À, cái này chỉ có 98 đồng thôi. Tất cả anh chị em, giáo chủ sắp phát ngôn ở trang web của Moss rồi. Có nhận được tin là giáo chủ sẽ nói gì không? Hình như là có liên quan tới chuyện phỉ báng anh ta lúc trước. Chắc là giáo chủ lại phát pháo để cô tiện nhân đó là bị đỡ đạn rồi. Mời cái like đó. Tới giờ rồi. Gửi đường link qua đây, mau lên. Lần trước tôi công khai phát biểu thanh minh. Tôi sẽ chính thức truy cứu vì cô Trương Nhật Ninh vì đã bị bắn tôi. Ở trên vụ việc này, tôi xin một lần nữa nhấn mạnh rằng rốt cuộc cô Trương này đây là cố tình nói xấu hay chỉ là vô ý mà thôi. Và tôi yêu cầu cô ấy mua 10 bản quảng cáo của Moss chúng tôi xem như là bồi thường, là hợp lý hay là không hợp lý. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy được đáp án. Cho tới 2 tiếng đồng hồ trước đây, cô Trương gửi cho tôi một cái USB. Trong đó có một đoạn ghi âm của cô ấy. Đoạn ghi âm này, tôi đã nghe hết 2 lần. Mỗi một câu nói cũng rất có thành ý. Mỗi một câu nói cũng có thể lay động được tôi. Tôi vui vẻ, thì ra Moss không chỉ là một cuốn tạp chí thời trang. Nó có thể khiến cho một cô gái mang tới ảnh hưởng lớn tới như vậy. Tôi càng vui hơn trước khi vụ án phỉ báng này chính thức được đưa ra tòa. Tôi có cơ hội đi thay đổi quyết định của tôi, cô Trương Nhật Ninh. Tôi cảm thấy rất buồn bã vì những chuyện trước đây. Tôi hy vọng hai người chúng ta cũng có thể quên nó đi. Cuối cùng, tôi hy vọng cô có thể trở thành một phần của Moss chúng tôi. Tôi hy vọng cái tên Trương Nhật Ninh của cô có thể xuất hiện ở kỳ tiếp theo của Moss. Bây giờ tôi chính thức tuyển dụng cô làm trợ lý biên tập của Moss. Điều kiện này cô có đồng ý hay không? Tôi đồng ý. Làm gì vậy chứ? Mấy cái chuyện tiền bạc có thể từ từ suy nghĩ mà, đâu cần phải khóc đâu. Tổng biên, tôi tiếp tục để đoạn clip ở trên trang web chúng ta. Tiếp theo sau đó tôi sẽ đăng lên trên Facebook, cả diễn đàn thời trang lớn nhất. Cô giúp tôi mang đường link của đoạn clip gửi vào tài khoản của Trương Việt Ninh ở trên trang web của chúng ta. Ngoài ra thông báo cho cô ấy biết rằng sáng mai lúc 9 giờ tôi sẽ chờ cô ấy ở trong văn phòng. Ok, chị tới ra ngoài trước. Lãng à, anh thay đổi quyết định từ lúc nào vậy? Mà lại muốn mời cô về đây? Thì chính là từ khi cô ấy phỏng vấn xin việc, cô ấy tự ý thay đổi nội dung của tấm bản. Tôi đã biết được Moss của chúng ta cần tới người con gái này. Chắc cậu phải hiểu rõ lắm mà. Ở trong Moss, người chơi chính trị rất nhiều. Nhưng mà người có lòng làm tốt cuốn tạp chí, tôi có thể nói cho cậu biết.
là không có một ai hết. Nhưng mà nếu muốn mời cổ về, nói một câu là được rồi, đâu cần đi vòng một vòng lớn như vậy. Đầu tiên phải kiện cổ, rồi nói là bị cổ làm cảm động, muốn mời cổ vào tòa soạn tạp chí. Martin, những độc giả lúc trước mở cuốn tạp chí ra thích xem nhất là cái gì? Thì chính là những ngôi sao ở trong bức hình thôi. Nhưng bây giờ khác rồi. Những độc giả bây giờ, họ không chỉ muốn theo đuổi những ngôi sao đó, họ theo đuổi chủ biên, theo đuổi blogger. Chúng ta phải nâng cấp cuốn sách. Đơn giản trực tiếp nhất chính là người cầm viết cũng phải làm sao. Không sai, Trương Dật Ninh này từ khi phỏng vấn cho tới bây giờ vẫn chưa có đủ một tuần lễ, nhưng mà tôi tin rằng người hâm mộ của Moss thì đã biết được cô ấy là ai rồi. Tầng 18 gửi tới một thông báo khẩn cấp, đó là cuộc họp cổ đông vào 10 phút sau, tổng biên và cô Kỳ cũng phải tham dự. Xem ra thì có liên quan tới việc anh cố gắng giữ ngôn tình. Muốn dùng các cổ đông chèn ép tôi? Được, cứ xem thử các cổ đông tin hai tên phế nhân này hay là tin tôi. Thật xin lỗi các vị, tôi vừa nhận được thông báo. Được, đủ người rồi. Lần này chúng ta kêu Vinci và Diệp Lãng lên đây là bởi vì mọi người đối với một trong các chủ đề kỳ sau của Mốt có một chút thắc mắc đó. Cho nên hy vọng họ có thể ở đây giải thích với mọi người. Lãng, lần này dùng nhà thiết kế nội địa hoàn toàn không hề nổi tiếng để làm ảnh bìa của Mốt, rồi còn cộng thêm 10 bản để làm quảng cáo, cũng là anh quyết định có phải không? Không sai, nhà thiết kế đó tên là Ngôn Tịnh. Công ty chúng ta không dùng người mới làm ảnh bìa, anh cũng biết mà. Huống hồ Ngôn Tịnh này ra làm có bao lâu, chưa nhận được giải nào, chưa tham gia biểu diễn lớn, 2 năm trước còn bị người ta chỉ tội là sao chép nữa. Tôi tin rằng mọi người ở đây sẽ cảm thấy kỳ lạ, tại sao anh lại dùng tài nguyên của công ty để đi nâng đỡ một người như vậy chứ? Trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi muốn hỏi Chủ tịch Mã một câu hỏi. Chủ tịch Mã, 5 năm trước tôi và Moss, những gì mà anh nói với tôi, anh nói tất cả nội dung của Moss là do tôi quyết định. Lời nói của tôi chính là quyết định, có đúng không? Tôi nhớ chứ. Cho nên bấy nhiêu năm nay, tôi với các cổ đông không bao giờ hỏi tới sự vận hành của Moss cả. Nhưng mà lần này, tại sao kỳ lạ như vậy, thà cắt đi 10 bản quảng cáo, đi nâng đỡ một người mới không tên tuổi gì à? 10 bản quảng cáo tới 2 triệu đó. Moss, nó không chỉ là một cuốn tạp chí mà là một công việc kinh doanh nữa. Ưu tiên cao nhất của việc kinh doanh đương nhiên là phải kiếm tiền rồi. Đúng vậy. Nói tới việc làm ăn, tôi đương nhiên không giỏi bằng ông Tàu đây. Nhưng nói về ánh mắt trào lưu, thật xin lỗi, ông còn cách xa tôi rất nhiều. Chủ tịch, tất cả các cổ đông, tôi với kinh nghiệm của tôi nói cho mọi người biết rằng Ngôn Tịnh sẽ trở thành một nhà thiết kế cực kỳ nổi tiếng vào thời gian sắp tới. Cô ấy tuyệt đối xứng đáng xuất hiện ở trang đầu tiên của Moss. Men, có thể trong 5 năm nay anh hoàn toàn không có tham gia cuộc họp liên tập của Moss, cho nên anh hoàn toàn không theo kịp Moss. Anh thực chất không thể nào hiểu được tại sao Moss của chúng ta có thể trở thành tạp chí thời trang nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Anh cũng sẽ không thể nào hiểu được tại sao những khách hàng quảng cáo bỏ nhiều tiền vào Moss của chúng ta để quảng cáo như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, chính là chúng ta mãi mãi đi trước người khác một bước đó. Lãng à, tôi trước giờ không đụng tay vào là bởi vì tôi hoàn toàn tin vào cách nhìn người của Chủ tịch Mã. Tôi tôn trọng quyết định của hội cổ đông. Lần này tôi tới đây chỉ là mong rằng anh có thể giải thích là tại sao chỉ một người như vậy thôi mà đáng giá hơn 10 bản quảng cáo chứ. Chỉ như vậy thôi. Sắp hình đang ở trên tay của tôi chính là áo mà Ngôn Tịnh thiết kế. Korea, phiên cô phát cho mọi người. Dạ được. Ông Thùy, ông thấy số quần áo này thiết kế như thế nào? Chủ tịch Mã, ông thấy sao? Vinci, cô có dám nói số áo này sẽ trở thành trào lưu hay không? Tư đồ, còn ông thì sao? Tôi tổng biên tập đương nhiệm của Moss, tôi có thể nói cho mọi người biết là tất cả số thiết kế này trong tương lai nó sẽ trở thành rác rưởi. Cô Kỷ, mời tiếp tục.
Tôi biết tôi là người ít kinh nghiệm nhất ở trong phòng này, nhưng tôi là một trong những người quản lý của Moss. Và trong các nhân viên của XRG, tôi có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của công ty. Trên tay tôi có một số người có tư cách chuyên nghiệp hơn tôi, đã đưa ra một số ý kiến rất đáng để tham khảo về bộ thiết kế của Ngôn Tình. Tổng giám sát của Học viện Thiết kế London nói, chỉ biết sao chép, một đống rác rưởi. Người vừa mới giành giải thưởng thiết kế lớn Alexander Shaw nói chất lượng thấp kém là rác rưởi trong một đống rác rưởi. Tổng giám sát của Jay Brader nói là chính xác nhất. Ông ấy nói áo này mà đem bày bán ở các cửa hàng liên doanh bên vệ đường thì ông ta không có ý kiến, nhưng muốn treo lên móc áo thời trang thì nó chính là rác rưởi. Lãng à, anh nghe thấy chưa? Tất cả những gì chúng tôi nói anh đều coi như là rác rưởi cũng ok. Nhưng mà những gì Vinci vừa mới chia sẻ là những bậc thầy có máu mặt ở trong ngành thời trang nói ra đó. Thật ra tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân tại sao tổng biên thà hy sinh 10 bản quảng cáo để lăng xê một người mới. Không lẽ tổng biên đã quyết định sai? Không lẽ tổng biên có ý kiến với tôi, cố ý làm khó tôi? Không lẽ anh muốn bịa ra một diễn cảnh về một trào lưu thời trang mới? Thì ra tất cả đều không phải. Nguyên nhân rất đơn giản, anh có gian tình với người phụ nữ tên Ngôn Tình đó. Xin lỗi anh nha, tổng biên, vì tôi tò mò, tôi muốn biết tại sao, nên tôi đã thuê thám tử tư theo dõi anh. 11 giờ tối qua, sau khi tổng biên dịp tan ca, đã tới nhà hàng Kim Trung để gặp mặt một người phụ nữ. Sau khi anh ta ở với người phụ nữ đó 4 tiếng trong khách sạn thì đã một mình rời khỏi. Người phụ nữ đó chính là người từ Bắc Kinh tới Hồng Kông Ngôn Tình. Tôi không nói sai chứ? Bây giờ tất cả sự việc đều rõ ràng hết rồi. Diệp Lãng, anh lợi dụng quyền lực tổng biên tập của anh, lợi dụng lòng tin của chúng tôi dành cho anh, dối trên gạt dưới, chẳng thà bỏ hết 10 bản quảng cáo không lấy để lăng xê người phụ nữ của mình lên. Chủ tịch Mã, hành động dối trên gạt dưới của tổng biên Diệp làm tổn hại lợi ích công ty. Tôi đề nghị lập tức bãi bỏ chức vụ của anh ta. Tôi tán thành. Ok. Diệp Lãng, nếu như anh không có một lời giải thích hợp lý cho tôi sẽ lập tức bãi bỏ chức vụ của anh tại Moss. Tôi không có bất kỳ thứ gì cần phải giải thích hết. Tôi không có lạm dụng chức quyền. Tôi không có tổn hại lợi ích của công ty. Quyết định này của tôi, người được lợi cuối cùng không phải là Diệp Lãng tôi, là Moss, là XRG, là tất cả các gì ở đây. Lãng à, anh đừng có ráng cãi nữa. Đừng sỉ nhục trí tuệ của chúng tôi nữa có được không? Anh đừng có nói cái này là thời thượng, cái này là trào lưu nữa, giáo chủ trào lưu. Cũng đúng, cô Kỷ nói cũng không sai. Số thiết kế này của Ngôn Tịnh đúng thật là rác rưởi. Tôi muốn hỏi cô Kỷ đây, 10 trang tạp chí có thể kiếm về cho công ty của chúng ta bao nhiêu tiền? Cứ xem như là tôi dành vị trí tốt nhất cho cô đi, nhiều lắm thì 2 triệu đô. Tôi có thể nói cho mọi người biết, tiền mà Ngôn Tịnh có thể kiếm về cho chúng ta là không biết bao nhiêu 2 triệu đô nữa. Hôm qua đúng là tôi có tới khách sạn, đúng là tôi có gặp Ngôn Tịnh. Chỉ là trong phòng đó không chỉ có hai chúng tôi mà thôi, mà còn có một người đàn ông nữa, là người đàn ông chống lưng cho Ngôn Tịnh. Không biết mọi người có nghe qua Đường Lực Quân cái tên này hay không? Đường Lực Quân chính là nhà đầu tư có sức ảnh hưởng nhất của bên Trung Quốc. Tôi nhớ là chủ tịch Mã anh từng nói mà. Anh nói là trong 2 năm tới, anh muốn đẩy Moss của chúng ta vào thị trường Trung Quốc. Chúng ta không phải không có tiền, chúng ta không phải không có năng lực. Cái chúng ta không có chính là người và mối quan hệ ở bên Trung Quốc. Đúng. Chỉ hy sinh có 2 triệu đô tiền quảng cáo thôi, đáng là bao nhiêu chứ? Chúng ta tốn 10 trang tạp chí để lăng xê một đống rác, đáng là bao chứ? Cái đổi về được là mấy tỷ, thậm chí là 10 mấy tỷ. Một chút hy sinh đó có đáng là bao chứ? Trước khi mọi người cho rằng quyết định này của tôi là sai thì tôi sẽ rời khỏi Moss bất kỳ lúc nào. Ok. Thực ra thì mọi người cũng chỉ muốn biết sự thật mà thôi, có phải vậy không? Mọi người đều muốn tốt cho công ty cả mà. À Lãng à, nè, cứ làm theo quyết định của anh đi. Còn những việc khác chúng tôi sẽ ủng hộ anh hết mình. À Vinci à, tôi rất cảm ơn cô đã tìm về cho công ty nhiều hợp đồng như vậy ha. Tôi không muốn uổng phí công sức của cô. À, tôi sẽ phá lệ, báo kỳ này tôi sẽ cho thêm trang. Man, anh nói với bên Can một tiếng đi. Được, tôi đi làm ngay. Anh Lãng à,
Thật xin lỗi anh nha, nhưng mà anh phải nói sớm với tôi chứ. Nếu vậy thì đã không cần nảy sinh nhiều hiểu lầm lớn như vậy rồi. Anh chắc không để trong lòng đâu ha. Chủ tịch, tôi về làm việc trước đây. Ok ok, anh cứ làm việc trước đi. Chủ tịch, tôi cũng về làm việc đây. Ok ok. Ồ, làm tốt đó chứ hả? Doanh số thật tốt, không tệ. Tổng biên Diệp, hiểu lầm lần này là do hai bộ phận chưa hiểu rõ nhau lắm. Tôi biết anh có quyền quyết định nội dung của mỗi trang tạp chí, nhưng tôi là người phụ trách của AM. Tôi có trách nhiệm đem về doanh thu quảng cáo cao nhất cho công ty. Tôi không mong sẽ có việc tương tự như vậy xảy ra. Anh có thấy chúng ta nên liên hệ với nhau nhiều hơn không? Như vậy đối với công ty và Moss đều có ích mà, phải không? Cô nghe cho kỹ đây. Ở trong Moss, tôi làm bất cứ chuyện gì cũng không cần bẩm báo với bất kỳ ai hết, và cũng không cần liên hệ với bộ phận nào hết. Tại vì ở đây tôi là người quyết định. Ngược lại còn cô thì nên suy nghĩ cho thật kỹ, nên phối hợp với tôi như thế nào, làm sao hiểu thói quen làm việc của tôi. Cô có tìm được quảng cáo không hả? Tôi không quan tâm. Trong Moss người thừa biết bao nhiêu, thế một người cũng không phải là nhiều. Tôi có một tin tốt muốn tuyên bố. Hai quảng cáo của chúng ta sẽ được đăng trên hai trang thêm của kỳ sau. Bên biên tập cũng nói không được. Cecil, con mau liên hệ với người phụ trách của hai trang quảng cáo này. Đợi biên tập xong thì chúng ta sẽ họp ngay. Dạ, tôi biết rồi. Chris, anh quyết định 10 bản quảng cáo đó là anh muốn tự mình làm hay mọi người bên ban biên tập? Tôi biết rồi. Anh Diệp à, hồi chiều có một cô họ Trương nhờ gửi cái USB cho anh. À, cảm ơn. Ừ. Martin, xe của tôi tự nhiên bị chết máy rồi. Anh gọi người kéo xe giúp tôi đi. Bây giờ tôi đang ở đường Đa Thực, Cửu Long đường đó. Cảm ơn. Tổng biên Diệp, tôi là Trương Nhật Ninh đây. Tôi có một yêu cầu muốn gửi tới anh. Tôi mong là anh có thể tốn chút thời gian nghe hết đoạn ghi âm này của tôi. Thật ra bắt đầu từ 3 năm trước, khi tôi vô tình chụp được một tấm hình của anh. Cho tới giờ phút này đây thì tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ anh hết. Tôi biết cả sự việc đều chỉ là hiểu lầm thôi, tại vì tôi tin vào giáo chủ trào lưu. Tôi còn nhớ khi mà tôi 15 tuổi, khi tôi đợi ba của tôi ở trong tiệm bách hóa ở dưới nhà, tôi thấy gian quá nên đã tiện tay lấy một quyển tạp chí lên coi. Đúng lúc đó chính là kỳ tạp chí đầu tiên của Moss phát hành. Tôi cứ coi đi coi lại tới khi ba của tôi tới, tôi cũng không chịu đi. Tới cuối cùng tôi năn nỉ ông ấy rất lâu, ông ấy mới chịu mua quyển sách đó cho tôi. Hôm đó sau khi tôi về tới nhà thì tôi đã trang điểm theo các người mẫu ở trong Moss. Ai ngờ là hai ngày sau đó lại có một chàng trai hẹn tôi đi coi phim. Lúc đó tôi chưa bao giờ được mời như vậy hết. Tuy là mối tình đầu của tôi không có gì vậy mà được bắt đầu, nhưng mà từ đó về sau thì mỗi kỳ Moss tôi đều nhất định phải mua hết. Mỗi một bức hình, mỗi một con chữ ở trên Moss thì tôi đều coi đi coi lại, coi rồi lại coi nữa. Tôi nhớ là tôi đã từng nói với ba má của tôi là sau khi tôi lớn lên tôi nhất định sẽ làm việc cho tạp chí này. Nhưng mà tới cuối cùng hai người họ cũng không nhìn thấy được ngày này. Có thể là vốn dĩ không bao giờ có ngày này, nhưng mà không sao, có thể mãi mãi được làm độc giả của Moss. Tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi còn nhớ là 5 năm trước, đó là kỳ thứ 37 của Moss,
Tôi đã vừa coi vừa khóc. Là bởi vì sau kỳ tiếp theo thì Moss sẽ ngưng phát hành. Sau ngày hôm đó thì ngày nào tôi cũng viết một bức thư cho Moss. Nhưng mà bên trong chỉ có một yêu cầu thôi. Chính là mong rằng Moss có thể tiếp tục tồn tại về sau. Lúc đó người đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đó chính là anh. Khi anh vào làm chính là kỳ thứ 38. Anh đã phá kỷ lục tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay. Chính là nhờ có anh làm Moss không bị ngưng phát hành, làm cho Moss có thể tiếp tục tồn tại tới nay. Cho nên từ trước tới giờ tôi đều muốn nói với anh một tiếng cảm ơn anh. Tại vì anh chính là ân nhân của tôi. Cảm ơn anh nha, giáo chủ Trào Lương.